việc Ngọc Trinh tìm về với phương pháp cũ nhằm níu kéo sự chú ý của dư luận cũng là điều dễ hiểu. Có điều, liệu đây có phải là mục đích cuối cùng cô nhắm tới? Loạt ảnh nút táo bạo đầu năm mới 2018 đã giúp nữ hoàng nội y lấy lại phần nào sự chú ý, quan tâm từ khán giả. Điều mà hình như khá lâu rồi cô đánh mất, cái tên Ngọc Trinh lại một lần nữa phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, trở thành chủ đề bàn tán của đông đảo cư dân mạng. Ánh hào quang năm nào như lại một lần nữa tái xuất. Bên cạnh hình ảnh của cô nàng người mẫu nội y đình đám, nhưng liệu đó có phải là mục tiêu duy nhất của Ngọc Trinh sau những tấm hình nút ảnh nút giải pháp hâm nóng tên tuổi hay kế hoạch dài hơi của Ngọc Trinh? Công bằng mà nói thì thời hoàng kim của Ngọc Trinh có lẽ đã qua. Tần suất xuất hiện của cô trên các trang mạng không còn dày đặc, những bộ ảnh hay phát ngôn của cô không còn khả năng gây báo như xưa. Thậm chí cả câu chuyện bên lề về hồ sơ tình ái hay cuộc sống riêng tư của nữ hoàng nội y cũng chẳng thể thu hút sự tò mò của đám đông một cách mạnh mẽ như trước nữa. Cùng với sự xuất hiện của vô số những bóng hồng trẻ đẹp gợi cảm trong làng giải trí, việc Ngọc Trinh bị đánh bật ra khỏi vị trí quen thuộc của mình sau một thời gian dài ngự trị cũng là điều rất đỗi bình thường. Đó cũng là một thứ quy luật lạnh lùng của làng giải trí. Không phải Ngọc Trinh không nhận ra những thay đổi ấy, và như mọi ngôi sao khác, cô cũng buộc phải tìm cách cứu vãn hình ảnh, sự hút của mình. Không khó để thấy được những nỗ lực làm mới của Ngọc Trinh, từ việc thay đổi kiểu tóc, phong cách cho tới cách ăn nói, nhưng dường như những điều mới mẻ đó chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Mái tóc ngắn lạ lẫm bị đánh giá là khiến Trinh mất điểm, hình ảnh gái ngoan cũng không hề phù hợp với cô. Và đặc biệt, cách ăn nói hoa mỹ, văn vẻ mà Ngọc Trinh thường thể hiện trên mạng xã hội lại càng xa lạ với đám đông khán giả. Người ta quen với những tuyên bố kiểu không tiền cạp đất mà ăn của Ngọc Trinh hơn là những lời triết lý kiểu đàn bà vâng lời bao nhiêu thì họ càng chỉ huy bấy nhiêu. Cũng như việc đám đông từng yêu thích một Ngọc Trinh ngây thơ, ồn ào, chứ không phải một Ngọc Trinh sâu sắc và kín đáo. Quả thật, sự thay đổi luôn là điều cần thiết với một người của công chúng, nhưng không phải bao giờ chúng cũng mang lại toàn những điều tích cực. Đường hướng gần đây của Ngọc Trinh có vẻ không phù hợp lắm, khi mà tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và quên lãng từ phía đám đông. Trong hoàn cảnh đó, việc Ngọc Trinh tìm về với những phương pháp cũ nhằm níu kéo sự chú ý của dư luận cũng là điều dễ hiểu. Có điều, liệu đây có phải là mục đích cuối cùng cô nhắm tới? Có hay không một chiến lược sau những tấm ảnh nút của Ngọc Trinh? Thực lòng mà nói, hiệu ứng ồn ào do những tấm ảnh nút mang lại không phải là điều gì bền vững cả. Người ta có thể quan tâm, chú ý, xôn xao đấy, nhưng tất cả chúng chẳng kéo dài được bao lâu. Nhất là khi Ngọc Trinh không phải là gương mặt mới mẻ trong làng giải trí, và tất cả những gì cô có, khán giả cũng đã quen thuộc từ khá lâu rồi. Ngọc Trinh biết rõ điều đó hơn ai hết. Sự ngây thơ hay đôi chút ngốc nghếch chỉ là cảm nhận chủ quan của số ít người về cô nàng người mẫu nội y, còn lại thì hình như chẳng một cô nàng thiếu khôn ngoan nào có thể vững vàng trên đỉnh cao danh vọng suốt nhiều năm cả. Và sẽ là vội vàng nếu như nghĩ rằng sau tất cả những gì Ngọc Trinh mong muốn chỉ là vớt vát lại chút hào quang liên tiếp tung ra những thông tin loạt ảnh nhạy cảm, nóng bỏng. Người ta có cảm giác Ngọc Trinh đang dốc hết vốn để tạo ra cú ngược dòng. Loạt ảnh nút e ấp còn chưa hạ nhiệt lại tiếp tục ảnh hậu trường chụp nút xuất hiện, cái tên Ngọc Trinh được những cú hích liên tiếp đó đẩy lên thành một dạng tâm điểm dịp đầu năm. Ngọc Trinh và ekip của mình tính toán thời điểm khá chính xác khi tung bộ ảnh ra vào đúng dịp showbiz còn yên ắng, góp phần tạo ra hiệu ứng truyền thông khá tốt. Và bất chấp việc những bức hình nút nóng bỏng ấy giữ nhiệt được bao lâu, thì mục đích Ngọc Trinh nhắm tới đều đã thành công. Cô cần một cú hích để tạo đà cho những thay đổi mới. Sẽ không bất ngờ nếu như sau bộ ảnh nút ồn ào này, người ta sẽ bắt gặp một loạt những thay đổi mang tính chiến lược của Ngọc Trinh. Bởi nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy cô nàng nữ hoàng nội y chưa bao giờ ngừng xoay sở và vận động. Từ đi hát cho tới đóng phim, nhảy múa, Ngọc Trinh chưa từng ngại dấn thân vào
những lĩnh vực mới mẻ thay vì chỉ trung thành với mỗi vai trò người mẫu. Dù những thay đổi của Ngọc Trinh chưa mấy thành công, nhưng không thể phủ nhận sự nỗ lực làm mới mình của cô gái miền Tây nóng bỏng, áp lực đè lên vị trí của Ngọc Trinh là rất lớn và cô buộc phải vận động liên tục nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Vẫn còn quá sớm để khẳng định Ngọc Trinh nhắm tới điều gì sau những tấm ảnh nút, nhưng có lẽ lần này Ngọc Trinh đã đi đúng hướng, ít nhất thì cô cũng đã tận dụng một cách hoàn hảo thế mạnh của mình, thay vì chạy theo những hình mẫu không hề phù hợp. Quan trọng hơn, cô cũng có được một khởi đầu khá suôn sẻ để bắt tay vào những dự định mới, chấm dứt chuỗi ngày im lìm đáng chán trong năm cũ. Còn dự định đó là một vai diễn mới, một bộ phim hay thậm chí là một MV ca nhạc, vẫn chưa ai biết được. Nhưng có lẽ, chiến lược của cô nàng ồn ào này không chỉ dừng lại ở một vài tấm hình nude. Nguồn Trí Tự Trẻ.